Rồi, tiếp tục lại là em đây, cả nhà yêu dấu của em ơi. Một vài mẫu xe tải cỏ, giá rẻ, giá khởi nghiệp, không tiền, nhà nghèo cũng có tiền mua. Hãy đến với bãi xe của Tòng An Phát nha anh em. Đó. Thì hôm nay Tòng An Phát còn một vài mẫu xe tải cũ còn tồn động lại, với lại một vài mẫu xe mới về cập bến cho anh em mình lựa. Ít tiền, ít vốn vẫn có tiền mua nha. Đó, vài xe giá rẻ không à. Anh em nào có 4-50 rồi có xe rồi ha. Đó. Xe tầm 2 tấn rưỡi quay đầu nha anh em. Có xe tập chạy, tập lái, rồi có xe thùng lửng, rồi có xe mui bạc 1,5 tấn, rồi 2,4 tấn quay đầu, rồi có xe 1 tấn, có xe vài trăm ký nữa cho anh em mình. Toàn là xe đăng kiểm mới không nha anh em. Ở đây là toàn là xe đăng kiểm mới không. Con này S của em cũng mới vừa đăng kiểm luôn. K01 cũng mới đăng kiểm luôn. Đây, tháng 5 năm 2025. Đó, Vin 1,5 tấn cũng mới về. Rồi Suzuki cũng đăng kiểm mới, SWM tải van cũng đăng kiểm mới. Rồi con tập lái này cũng đăng kiểm dài. Nói chung là toàn là xe đăng kiểm dài thòng không à anh em. Rồi có bán tải, rồi anh em mình Vivo. Rồi có SWM để anh em mình chở hàng. Rồi có Taco để anh em mình siêu lướt. Rồi có tải van để anh em mình lượn sóng nè. Rồi có Vinasuki vài chục triệu, anh em nghèo nghèo cũng có tiền mua ở đây. Rồi có Taco vô Taco ôm á 2,4 tấn để anh em mình xài. Đó, quá trời xe giá rẻ cập bến cho anh em mình liên tục luôn. Xe về, xe tồn động đó. Mấy xe này mấy xe cũ nè, xe ế nè, anh em có trả là có bán nè. 125 cũ cho anh em của mình nè. Đăng kiểm mới, bạc mới, thùng sàn, cabin, nội thất mới. Rồi Vinasuki 205 đăng kiểm mới, giá chỉ 43 triệu. 125 triệu cho em 2,4 tấn này. 355 triệu cho em bán tải này. Anh em có thể là liên hệ trực tiếp với em hai số hotline này chính của Tòng An Phát nè. Nó có gì đâu, anh em có gọi có trả là có bán nha anh em. Có gọi có trả là có bán. Ở hai số hotline chính của em đó, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tòng An Phát nha. Đó, đặc biệt là anh em giới thiệu cho người thân vẫn có tiền hoa hồng cho anh em nha. Giới thiệu cho người thân, cho anh em trong nhà, cho cha mẹ, rồi cô dì, chú bác gì vẫn có tiền hoa hồng cho anh em của mình. Nhưng mà trước khi anh em giới thiệu là anh em phải nói hôm nay có ba em, chị em, chú em, bác em. Anh nhớ cho em tiền hoa hồng để động viên tinh thần cho em ha. Rồi ok với anh em liền chứ chẳng có gì đâu khó ha. Cứ báo trước cho em ha. Con này là S của em, đời 2010, đăng kiểm mới, tải đủ là 1 tấn. Thùng em nó là dài 2m6, mới vừa cập bến, bãi xe của Tòng An Phát luôn. Đó. Trao đổi, bù trừ ha. Du lịch, ô tô tải, rồi ô tô khách, vẫn có bù trừ luôn. Con này tải 1 tấn nha anh em. Rồi có con Nissan Blue Bù La này nè. Đó, mới vừa cập bến luôn. Đó. Con này 5 ghế, nỉ tin nguyên bản cho anh em của mình luôn. Đó, khá là ok la nè. Đó, anh em thấy chưa? Đời 1988. Đó, nỉ riêng là nguyên bản ha anh em. Con này nỉ riêng theo xe nha, chứ không có thay mới nha anh em. Anh em nhìn chung nội thất với nó là anh em hiểu được nè. Con này em bán 35 cũ nha. Anh em mua là em bớt cho hẳn 5 cũ luôn. 5 cũ trên video này nha anh em. Đó, bớt cho anh em 5 cũ trên video này. Anh em cứ mạnh dạn gọi điện cho em nha. Qua hai số hotline này em mới quay đó là 0988 454 318 cho anh em của mình nha. 35 cũ xe này em mạnh tay em bớt cho anh em 5 cũ luôn. Là còn 33 cũ, 30 cũ nha. Đó, trên video này nha anh em. Đó, trên video này, còn anh em coi mấy video khác thì giá nó khác nha. Đó, 30 cũ là anh em sở hữu ngay em Nissan này để về che mưa, che nắng, tập chạy, tập lái khá là ok đó anh em thấy chưa. Đó, đời thời này mà nỉ cỡ này là anh em hiểu rồi ha. Cái chắc xe gọi là ok để anh em tập chạy, tập lái khá là ok. Đóng cửa in giống như là du lịch nhiều tiền nha anh em. Đó, xe cỏ nhưng mà chất lượng. Đó, là chất lượng khá là ok rồi ha. Đó, cũng là ok. Còn anh em mà muốn một con xe mà chạy đường xa, hàng nhỏ lẻ lượm em này, K01 đời 2021,
Xe một chủ mua từ mới ha, máy zin, số zin, đăng kiểm mới nha anh em. Con này cũng đăng kiểm mới 1 năm, em mới đăng kiểm đó, hai số hotline chính của em nha. Anh em cần thì cứ nhấc máy gọi điện cho em Tổng An Phát nha. Máy số zin, sơn zin đó, một chủ mua từ mới 123 triệu, em sẽ bao hồ sơ cho anh em của mình 900 kg nha, 880 kg là 900 kg nha anh em đó. Xe thì không bàn nhiều về xe đâu, nó đồng mỏng như là xe hơi đó, đăng kiểm mới, bạc mới luôn đó, tất tần tật từ A tới A là gần như là hoàn thiện 100% đó. Rồi em xe là mới về luôn, 1,5 tấn anh em ơi, tiền ít lúa nhiều nằm ở chỗ này nè anh em đó. Vim máy cầu số Kia đời 2013 mà em bán chỉ 85 triệu thôi anh em ơi đó, đời 2013. Xíu đi, xíu vô nhà đi con đó. Đó, đời 2013 mà em bán chỉ 85 cũ nha anh em, đăng kiểm thì tới năm sau mới hết đăng kiểm nha đó. Máy số ngon, đăng kiểm dài, anh em mua thì cứ nhắc máy gọi điện cho em. Anh em nào mà đang trong quá trình mà chở chuối ha, hàng chuối ở khu vực Đồng Nai, Tân Phú, đâu Đồng Nai hoặc là Thống Nhất, Đồng Nai là chùm đó, anh em mua về là chỉ có 2-3 tháng là anh em gỡ vốn thôi, không có cần nhiều đâu nha anh em đó. 85 triệu cho anh em mình nha. Còn em bán tải Ford Ranger đó, chính chủ ha đó, chính chủ, một chủ từ, một chủ mua mới đó, số tự động một cầu nha anh em, 355 cũ nha đó. Anh em nhìn vô lăng, nhìn nội thất là đánh giá được một cái xe như thế này ha đó, 355 cũ đi hơn 100.000, 175.000 nha đó, xe cực kỳ vip, zin không lỗi nha, máy zin, số zin đó, sơn zin còn khá nhiều nha anh em đó. Anh em cần một em bán tải này để đi, để chạy gia đình khá là ok la luôn đó, vừa chạy hàng hóa, anh em nào mua về sầu riêng, sầu rít đâu là khá là ok. Đây, đó, xe em đang làm công vụ nha anh em ơi. Đó, chỉ 355 cũ là anh em trước được. Em Ford Ranger 2014, số tự động nha anh em. Đó. Tiếp theo là cái em Suzuki Cốc đời 2008. Con này khá là lướt rồi ha. Không bàn nhiều về chắc xe đâu. Em bán là 78 triệu nha anh em, 78 triệu đăng kiểm mới nha anh em. Đăng kiểm mới cho anh em mình rồi. Đây, đăng kiểm mới nha. Đó, anh em về chỉ đổ xăng mà lượng thôi. Anh em thay ba bánh, ba gác đồ á thì lựa em nó hàng Nhật chạy khá là ok. Đó. 78 triệu, cực kỳ đẹp nha anh em. Cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ sắc nét luôn. Nói chung từ thùng sàn sắc xi. Con này cabin chưa làm đồng luôn nha anh em. Cabin em nói chưa làm đồng, có cái là không có máy lạnh thôi nha. Không có máy lạnh nha anh em. Thùng em nói là rất là đẹp nha. Thùng em nói rất là đẹp, và có em này giá rẻ cho anh em mình nữa nè. Đó. Thùng em nói khá là đẹp nè. Thùng sàn khá là đẹp nha. Đó. Chỉ với 78 triệu là anh em lụm thôi. Đó. Lụm em nó, thùng dài 2m2 nha anh em. Em này là thùng dài nha, chứ không phải là thùng ngắn nha. Thùng dài 2m2. Đó. Rồi, tiếp theo là cái em tải van. Tải van này 700 kg, ngồi được 5 ghế. Đó, tải van 700 kg, ngồi được 5 ghế. Đó, đăng kiểm mới nha anh em. Đó, đặc biệt là cái đăng kiểm mới nè. Đó, đăng kiểm tới 10 tháng 5 năm 2025 nha anh em ơi. Đó, cực kỳ là đẹp nha. Máy số ngon, đăng kiểm mới, ghế 5 người. Đó, là 700 kg nha, 675 là 700 kg đó anh em. Nội thất rất đẹp, rất chân chu, sạch sẽ nha anh em. Đó ha, nội thất rất là ok chưa. Đó, anh em cần một con xe để vừa chạy hàng giờ cấm được, mà về vừa chở gia đình được nha. Vừa chở gia đình đi chơi, đi câu cá, đi tiếp thị, rồi nói chung là đi du lịch các kiểu là đều ok hết. Con này là 87 triệu nha anh em, 87 triệu